Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung này, chúng ta sẽ nhập vào một cái số tự nhiên n, sau đó thì in ra các số chẵn nhỏ n và các số lẻ nhỏ n. Thì ở đây các số chẵn là các số lẻ, thì các bạn nếu như chưa rõ nó như thế nào thì có thể Google nhé. Thì ở đây có một cách rất là đơn giản là cho một cái giá trị y nào đó chạy từ 0 đến nhỏ n và kiểm tra xem nếu y chia dư cho 2 mà bằng 0 thì y chỉ là số chẵn. Còn nếu y chia dư mà bằng 1 cho 2 đấy thì sẽ là các số lẻ. Thì lúc này chúng ta có thể áp dụng cách đấy. Tức là có cái cách nó đơn giản hơn nữa là chúng ta khởi tạo một cái giá trị y nào đó. Chúng ta biết thừa số chẵn là những cái số như là 0, 2, 4, 6, 8, vân vân. Còn số lẻ là những cái số như là 1, 3, 5, 7. Thì những cái số đó đều cách nhau là hai đơn vị nếu như tính từ số nhất đến số thứ hai. Đấy, thì đơn giản là chúng ta khởi tạo một cái giá trị y nào đó bằng 0 thì cứ tăng hai đơn vị thì ta sẽ được cái số chẵn kế tiếp. Còn đối với số lẻ, chúng ta sẽ khởi tạo cái giá trị y bằng 1 thì các số tiếp theo cứ cách hai đơn vị là cái số lẻ kế tiếp. Đấy, cứ như thế, như thế, như thế. Chờ, thì chúng ta sẽ in ra được cái giá trị chẵn lẻ mà nhỏ n. Thì đấy là cái cách làm mà mình đã hướng dẫn các bạn. Còn bây giờ để thực hành chi tiết thì chúng ta sẽ vào cái công cụ DFC. Các bạn tạo ra một cái file nào đó với đuôi chấm C nhé. Thì sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu code. Ở trong này là mình sẽ cho include cái chỗ này là stdio này chấm h. Mình sẽ có một cái hàm main nơi chương trình bắt đầu thực hiện. Sau khi thực hiện xong cái main thì trong nó mình nhớ là return 0. Mình có một cái giá trị n yêu cầu phải được nhập vào từ bàn phím, yêu cầu nhập y, nhập n. Mình sẽ cho nó là nhập lớn 0 đi. Sau đó thì mình sẽ tiến hành đọc vào cái giá trị n. Do n là gán vào kiểu nguyên cho mình sẽ đọc là phần chấm d do gán vào n. Mình sẽ kiểm tra nếu n mà nhỏ hơn 0 đấy thì chúng ta sẽ in ra là nhập n lớn 0. Đấy, nhập lại một lần nữa. Đấy, thì như thế này thì người ta nó sẽ biết là lúc này mình đã nhập một cái giá trị không đúng rồi. Đấy, còn trường hợp mà n mà lớn bằng 0 rồi thì chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta có một cái biến y. Đầu tiên là mình sẽ in ra số chẵn. Thì mình sẽ dùng một cái vòng lặp cho y bắt đầu từ 0, y nhỏ n và y. Lúc này mình sẽ không phải là cộng cộng mà cộng bằng 2. Đây, thì mỗi lần thực hiện nhảy hai đơn vị. Mình đơn giản là mình in ra thôi, in ra phần trăm d, sau phẩy một cái, liệt kê các số. Đây chính là cái giá trị y. Tương tự như thế thì là cái này là số lẻ. Số lẻ thì chúng ta sẽ bắt đầu bởi 1. Đấy, sau đó số kế tiếp sẽ chính là 1 cộng với 2 thì là 3, 3 cộng với 2 là 5, cứ như thế. Thì in ra cái này. Ở đây để cho nó rõ ràng thì nên cho một cái thông điệp ở đây nữa. Ví dụ như là ở đây là các số chẵn. Đây. Còn ở bên dưới này thì in ra đây là các số lẻ. Đấy. Kết thúc nhớ là chấm phẩy. Chỗ này mình sẽ tách nó ra. Giờ mình sẽ kiểm tra lỗi. Thì lúc này các bạn thấy là cái này nó báo lỗi. Đó, thì ở đây các bạn để biết được cái lỗi nó là cái gì và sửa thì nhìn dưới này nó báo này. Cái thằng này này đã khai báo lại, tức là cái này đã tồn tại rồi. Thì chúng ta không được khai báo cùng một biến tên biến đấy ở trong hai lần ở trong một cái khối. Cụ thể ở đây là trong cái khối này này mình đã khai báo cái biến y hai lần cho nên là có lỗi như thế. Rồi bây giờ không có lỗi nữa này. Mình sẽ tiến hành chạy, ví dụ nhập n mình nhập vào trừ 9. Rồi nó yêu cầu mình nhập lại, mình nhập vào với giá trị m 0. Đây, số chẵn số lẻ. Ok. Đấy. Thì nó không có số nào cả. Tại vì cái yêu cầu đề bài là những cái số nhỏ hơn n.
nhỏ n chứ không phải là bằng, nhỏ là bằng đâu, mà nhỏ hơn. Cho nên là như vậy thì cái kết quả của ta là như vậy. Như vậy thì chúng ta có thể đổi lại cái chỗ này nữa, nếu nhân nhỏ hơn hoặc bằng không thì không làm gì cả, là chúng ta chỉ nhập vào những số lớn hơn không thì mới tính. Bây giờ mình nhập vào số 1 đấy, thì số 1 chỉ có các số chẵn là không thì thỏa mãn là nhỏ hơn 1 thôi. Thì ở đây các bạn sau khi thực hiện xong thì thấy là nó dính lít vào nhau, thì mình sẽ in ra thêm một cái sực n ở đây này để cho cái nội dung ta nó tách bạch ra. Ví dụ mình nhập vào 100, đây các số chẵn là như thế này, sau đó thì đến các số lẻ. Ok rồi, như vậy thì nếu như thấy nó vẫn còn dính vào nhau như này này thì các bạn lại in ra cho nó thêm một cái dấu sực n nữa đi. Đấy, các số chẵn các số lẻ gì đấy nếu như muốn nó tách ra nữa thì cho các bạn cho thêm sực n ở đây này. Cái mục đích sử dụng của sực n chính là làm cho cái code ta lúc in ra nhìn nó dễ chịu. Đấy, thì các bạn thấy là cái này nó tách ra rất là rõ ràng, chẵn này, cụm này là số lẻ này. Đấy, thì mình vừa hướng dẫn các bạn code, vừa hướng dẫn các bạn trình bày làm sao nhìn cái code cho nó sáng sủa, thoáng đãng. Thì cái nội dung code này các bạn có thể copy bằng cách là click vào cái đường dẫn ở phía dưới phần miêu tả clip. Các bạn có cái cách nào đó mà hay hơn, hợp lý hơn mà thấy nó có thể chia sẻ cùng với mình cũng như các bạn khác thì vui lòng comment về bên dưới. Và các bạn có thắc mắc cũng vui lòng comment ở dưới, mình sẽ hồi đáp các bạn trong cái thời gian sớm nhất có thể nhé.